Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay hồ tiêu Việt Nam đã khẳng định tên tuổi trên bản đồ thế giới với việc chiếm 40% sản lượng và 60% thị phần hồ tiêu toàn cầu. Hồ tiêu Việt Nam luôn giữ vị thế số 1 thế giới về sản xuất và xuất khẩu. Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2023 tăng 16,6% về khối lượng nhưng giảm 6% về giá trị. Dự báo xuất khẩu hồ tiêu năm 2024 sẽ thuận lợi, giá sẽ tăng. Tuy nhiên, để nắm bắt được lợi thế này, ngành hồ tiêu cần đảm bảo phát triển bền vững. Việt Nam đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu trong hơn 20 năm qua. Xuất khẩu quế Việt Nam cũng đứng đầu thế giới kể từ năm 2022 và đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu hoa hồi. Hồ tiêu và gia vị của Việt Nam hiện đã xuất khẩu đi hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 3 về xuất khẩu gia vị toàn cầu và chiếm lĩnh nhiều thị trường quan trọng. Dù duy trì vị thế là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, cũng sở hữu những lợi thế nhất định, nhưng ngành hàng gia vị nói chung và hồ tiêu Việt Nam nói riêng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Do đó, cần có định hướng cho ngành hàng này từ nguồn cung cho đến xuất khẩu. Đây là một trong những nội dung chính của Hội nghị quốc tế ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam VIPO 2024 do Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam chủ trì vừa được tổ chức tại Hà Nội. Tại đây, các doanh nghiệp đã bày tỏ mong muốn gia tăng xuất khẩu mặt hàng gia vị của Việt Nam, tăng kết nối thị trường, kết nối doanh nghiệp xuất khẩu với người mua nước ngoài, đặc biệt là tại các thị trường tiềm năng như châu Âu, Hoa Kỳ, khu vực Trung Đông, các nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ. Chúng tôi cố gắng để làm sao mà thúc đẩy cái xuất khẩu của Việt Nam, tăng cái kết nối thị trường của doanh nghiệp xuất khẩu nội địa trong nước với người mua nước ngoài và đặc biệt là các cái thị trường mà chúng ta có tiềm năng. Chúng tôi mong muốn cái hội nghị mang lại là ngoài cái việc kết nối mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp có kinh nghiệm xuất khẩu cũng như doanh nghiệp mà bắt đầu đi vào quan tâm đến cái việc làm thương mại quốc tế thay vì chỉ có bán qua các cái gọi là B2B cho doanh nghiệp trong nước. Thì cái nữa là chúng tôi muốn giới thiệu đến cho doanh nghiệp và cộng đồng ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam nói chung hiểu được cái yêu cầu của thị trường, cái định hướng hiện nay của thị trường và từ cái định hướng đấy thì làm sao chúng ta có cái kế hoạch tổ chức sản xuất để mà định hình cái việc xuất khẩu trong tương lai từ năm 2024 và những năm sắp tới một cách nó bền vững hơn. Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị đánh giá, Việt Nam hiện là nước sản xuất hồ tiêu lớn với nhiều sản phẩm phong phú như tiêu đen, tiêu xanh, tiêu trắng, tiêu bột, vân vân, xuất khẩu sang hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mặc dù có nhiều thuận lợi, tuy nhiên ngành này cũng đang gặp những thách thức về việc thu hẹp diện tích cũng như đối mặt với hàng loạt yêu cầu mới của các nước nhập khẩu. Do đó, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng các quy định này. Trường thì song song chúng ta vẫn mở rộng để thêm những cái thị trường mới, để thêm cái năng lực xuất khẩu chúng ta vào thị trường đó. Nhưng bên cạnh thì chúng ta cũng sẽ phải tập trung cải thiện cái chất lượng và đồng thời đẩy mạnh cái khâu mà sản phẩm giá trị gia tăng để làm sao mà chúng ta vừa tăng được về lượng nhưng mà cái lượng đó nó bền vững thì chúng ta có thêm giá trị. Như vậy thì chúng ta sẽ đi song song bằng cả yếu tố chất và yếu tố lượng để cho cái ngành hồ tiêu chúng ta nó bền vững hơn. Cái ngành hồ tiêu mà bền vững được thì nó sẽ là cái bệ đỡ để cho mà giúp cho chúng ta mở rộng thêm các cái cây gia vị khác mà hiện nay các doanh nghiệp cũng đang làm rất nhiều như là cây quế, cây hồi hay cây ớt. Trong năm 2023 thì công ty chúng tôi đã đầu tư một nhà máy tại Yên Bái để dành riêng cho việc sơ chế và chế biến xử lý các nguyên liệu gia vị nên là và chúng tôi có một đội ngũ R&D rất là mạnh có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu mà khách hàng họ quan tâm về mẫu mã, chất lượng bao bì nên là chúng tôi tự tin vào khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chúng tôi thì cũng đã xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Để thị trường châu Âu hiện tại cũng là đang là thị trường khó tính với các tiêu chuẩn về thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật hay những cái tiêu chuẩn khác về chất lượng sản phẩm. Thì hiện tại chúng tôi cũng đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính này và khách hàng cũng rất hài lòng về chất lượng. Để sản phẩm hồ tiêu và cây gia vị của Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường thế giới một cách bền vững, ngành cần tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, không chạy theo sản lượng mà phải nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Đồng thời, tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết nhà sản xuất với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, tăng cường hợp tác và phát triển, xây dựng chuỗi cung ứng lành mạnh và bền vững.